sang nữa. Em nhớ lại đoạn này, em tự nhiên em vô bia em không có nhớ nữa. Ê, thấy gì quay sao rồi? Quay 16 xíu cho tụi tụi nó ấy mày anh thấy. Quá khán giả ngồi ngoài kìa. Ready and gentlemen, welcome to... Xuống lại. Thường nhảy lên chồm chồm nó coi. Bài gì? I like movie. Thấy sao ta? Ờ, đã nhớ à? Ôi cái này hay hơi nhiều quá kinh lắm ơi, nhiều nha. Nổi lực đó. Đùng 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 thôi nhiều thôi. Ôi, hay quá, hay quá. Ôi, cái này có cái lờ hay lắm luôn á thầy. Phụt ơi, vỗ tay đi Phụt. Phụt, vỗ tay đi con. Mấy con chó chịu nổi nó còn đu lên nó coi. Nó đu lên luôn mà. Nó không biết á Nguyên ha, nó. Dạ nó dạ, đúng rồi, đúng rồi. Quá hay. Ôi nó khoái kìa. Kìa, nó khen nó khen kìa. Phụt. Hay em Phụt. Hay không Phụt? Hay không? Hay không con? Là khi mà chuyển biết là chuyển biết chuyển không nổi. Ồ đúng rồi, đúng rồi. Nó bị nó bị hợp hơi á. Chưa lại tụi nó. Đúng rồi, là em muốn biên lên không nổi đâu. Mấy cái diễn biết là em phải làm những cái đoạn nè. Là phải kêu từ nhỏ đến lớn. Chị em là nhỏ lớn hút gạo thôi. Cái này khó lắm. Ừ, hai cân. Ừ, nó khoái, nó khoái, nó mặt mà nó cứ cái mặt nó khoái ha. Để cái mặt khoái á không? Ờ, cái mặt tò mò á. Uống bia vô là nó bị... Ừ, nó khoái không? Mà cái miệng nó khen thái đó. Thì nó vô nhà tắm đánh được. Phải ướt. Giờ là hơi ẩm đúng không? Không là mất hơi lắm.